và các bạn thân mến, từ lâu Bến Tre được biết đến không chỉ là xứ dừa mà còn nổi tiếng với những làng cây quanh năm xanh mát. Mà tiêu biểu cho những làng dừa ở nơi đây phải kể đến làng dừa ở Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Một làng dừa phải nói là mang đậm chất Nam Bộ vì ở đây hội tụ đủ hoa thơm và trái ngọt. Và bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan nơi này nhé. Đất Cái Mơn nay thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre. Theo người xưa kể lại, tên gọi Cái Mơn đã có từ rất lâu đời. Chữ cái có nghĩa là con rạch lớn, chữ mơn là từ độc chệt của từ muôn, tiếng Khmer có nghĩa là mật ong. Cũng là một cách lý giải tương tự, nhà văn Sơn Nam, người được mệnh danh là nhà Nam Bộ học, cho rằng ngày xưa, hai bên bờ con rạch ở vùng đất Cái Mơn này có rất nhiều mật ong, vì đây là xứ trồng cây trái sum suê, quanh năm hoa quả đầy cành, nên lôi cuốn những đàn ông tụ về làm tổ hút mật. 20 mấy năm về trước thì ở đây coi như là đồng ruộng nhiều lắm, thì có một số vườn như là măng cục, chôm chôm, sầu riêng thì phát triển sau này, còn trước là cây măng cục nổi tiếng, là măng cục Cái Mơn là với sầu riêng Cái Mơn là nổi tiếng đó. Tất cả các loại đều phù hợp với cái vùng đất này ở Chợ Lách Cái Mơn, như họ bán được quanh năm. Không phải ngẫu nhiên mà ca dao có câu: sầu riêng măng cục Cái Mơn, nghêu sò cồn lợi, thuốc ngon mỏ cày. Câu ca dao điểm xuyết những sản vật quý của Bến Tre một thời, và đến tận hôm nay, dù cho có những loại sản vật đã không còn ưu thế, thì sầu riêng măng cục Cái Mơn vẫn mang hương vị vượt trội. Mùi hoa sầu riêng và cả mùi trái chín là một thứ hương thơm đặc trưng vùng miền, không thể nào lẫn lộn được và cũng khó mà quên được đối với những ai đã trót luyến lưu. Cái Mơn được ưu ái khi tọa lạc ở một vị trí có đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Hai con sông lớn là Cổ Chiên và Hàm Luân ôm trọn vùng đất này. Bao đời nay, hai con sông ấy vẫn cần mẫn đắp bồi phù sa cho cây trái tốt tươi, nặng cành trĩu quả. Đất Cái Mơn chắc chiêu từng giọt nắng mưa của trời, tích tụ lại rồi hòa quyện với giọt mồ hôi của con người Cái Mơn chịu thương chịu khó để nuôi dưỡng những mầm cây xanh kết thành trái ngọt, làm nên xứ miệt vườn trù phú này. Danh tiếng trái cây Cái Mơn ngày càng lan rộng, những giống cây trồng trên đất Cái Mơn ngày càng được chú ý. Người dân Cái Mơn cũng dần dần phát triển nghề sản xuất cây giống. Cái vùng đất Cái Mơn mình hồi xưa giờ là thổ nhưỡng nó phù hợp với tất cả các loại trái cây, cây ăn trái. Trước kia thì bà con nông dân mình trồng trái cây rất là nhiều, đồ phù hợp hết, tất cả các loại giống đều ngon hết. Nhưng mà sau này kinh tế thị trường trái cây xuất khẩu mạnh thì cái giống cây, cái để mình sản xuất cái nguồn giống để cung cấp cho cả toàn cả nước đó. Nên là vừa cây giống hoa kiển là nó phù hợp với cái vùng đất của mình, đây là được thiên nhiên ưu đãi là nước ngọt quanh năm. Người có tình với đất thì đất không phụ công người. Với tài nghệ và kinh nghiệm cha truyền con nói, kết hợp kỹ thuật công nghệ ngày càng tiên tiến, người dân Cái Mơn đã phát triển làng nghề ngày càng lớn mạnh. Cái Mơn trở thành dựa cây giống có uy tín và được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục về nơi cung cấp giống cây ăn quả do người dân tự lai tạo lớn nhất Việt Nam. Đến thăm những nơi sản xuất cây giống như thế này mới thấy được sự kỳ diệu của những mầm xanh của cây lành trái ngọt. Được thiên nhiên ưu ái cho Chợ Lách Cái Mơn, chất đất và khí hậu ôn hòa. Còn người dân ở đây thì như quý vị thấy đấy, rất là siêng năng, chăm chỉ, cần mẫn, bón trồng. Mùa nào thì trái nấy, còn tiết trời nào thì qua lá ấy, để tạo nên những vườn hoa rực rỡ quanh năm sắc màu như thế này đây quý vị. Cái Mơn cùng với làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp là hai vựa hoa lớn nhất Nam Bộ, chuyên cung cấp hoa trong vùng và các tỉnh lân cận.
làng hoa Cái Mơn giờ đây không chỉ là tên gọi riêng xã Vĩnh Thành mà đã trở thành địa danh chung cho các xã tập trung trồng nhiều hoa của huyện Chợ Lách như Vĩnh Thành, Long Thới, Phú Sơn. Những cái tên ấp tên làng kết thành một bức tranh hoa trăm loài với nhiều tầng lớp sắc hương bao phủ cả một vùng trời. Dạ chú ơi, bông giấy thì con thấy cũng có nhiều chủng loại đó chú. Mình làm như thế nào mà để được có nhiều màu vậy nè chú? Thì bông giấy hồi xưa thì nó hạn chế có mấy loại à. Dạ. Còn bây giờ nó du nhập từ nước ngoài về, có nhiều loại. Dạ. Nhưng mà nó vẫn chỉ là một màu. Rồi cái kỹ thuật của mình nó càng ngày càng nâng cao. Dạ. Do đó mình lấy cái màu này ghép qua màu kia. À, dạ. Nên bây giờ cái cây bông giấy rất là nhiều màu, có thể 4-5 màu luôn, 5-6 màu, 7 màu luôn. Dạ. Nhiều màu là gồm những màu gì chú? 5-6 thì, màu? Đại khái như là cái màu đỏ là màu chủ lực đó đi, dạ, là màu nguyên thủy đi. Dạ. Bây giờ mình ghép màu vàng chanh nè, rồi màu đỏ thái nè, rồi màu cao bồi nè, rồi màu trắng nè, rồi hồng gân, Ấn Độ, rồi tháp vô hết. Dạ. Do đó cây mà nếu mà lên màu điều ha, dạ, là rất là đẹp luôn. Dạ. Giờ mình thấy là lộng lẫy luôn, nhìn cây giấy không có chê chỗ nào được. Dạ. Làng hoa giấy Phú Sơn, Cái Mơn là nơi có quy mô trồng hoa giấy lớn nhất huyện Chợ Lách. Hàng năm, các nhà vườn ở đây tạo ra hàng nghìn sản phẩm hoa giấy, cung ứng cho thị trường cả nước từ Nam ra Bắc. Dấu ấn làng hoa giấy Phú Sơn càng trở nên đặc biệt hơn khi được coi là vùng chuyên canh hoa giấy của Chợ Lách nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung. Có thể là do cái vùng đất hay là khí hậu như đây, ở đây như thế nào thích hợp để trồng hoa giấy hả chú hả? Nếu mà nói cái vùng đất á, thì nó cũng có. Ví dụ như nói sầu riêng Cái Mơn đi, dạ, thì nó là nhất phải không? Dạ. Thì cái hoa da, cái bông kiển thì nó cũng vậy, nó lợi thế là nước ngọt. Dạ. Không, nước ngọt quanh năm. Dạ. Với bản thân chú thì chú làm nghề hoa giấy này bao lâu rồi chú? Bản thân chú thì ông già làm hồi năm 60 mấy á. Dạ. Rồi tới chừng năm 70 rồi chú lớn lớn á. Dạ. Cũng làm theo ông già rồi tới làm suốt tới giờ luôn, không nghỉ. Rồi gần đây á, thì ở sớm thấy làm được á, dạ, rồi người ta làm nhiều thôi, rồi cái ở chính quyền thấy vậy thôi thành lập cái làng nghề luôn. Đến Cái Mơn, đi qua những con đường cây cảnh thẳng tắp, dạo quanh những khu vườn xanh mát cùng những chùm trái chín mọng, rồi ngắm ghía hàng hàng lớp lớp những cây giống mơn mởn mầm xanh bên những người dân cần cù lao động trong niềm hạnh phúc của sự no ấm đủ đầy, để thấy rằng nơi đây thật sự là vùng đất của những cây lành đơm hoa thơm kết trái ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, đặc trưng ẩm thực của người Nam Bộ chính là dân dã và bình dị, chủ yếu là làm từ cây nhà lá dường hoặc là những sản vật của miền sông nước. Và trong phần ẩm thực độc đáo ngày hôm nay sẽ là món gì? Ngay bây giờ Thu Quyền mời quý vị cùng theo dõi. Là loài thủy sản nước ngọt được phân bố phổ biến quanh năm ở các ao hồ, sông rạch, mương vườn, đồng ruộng miền Tây Nam Bộ. Những món ăn với ốc đắng thường là món ăn dân dã. Cùng với cá đồng, tép rong mùa nước nổi, ốc đắng cũng góp phần làm phong phú bữa ăn cho người dân miền Tây. Ốc đắng dễ kiếm, dễ tìm và cũng dễ có được. Nếu con mương trong vườn nhà là nơi đã từng có ốc đắng, thì chỉ cần một loáng là đủ cho một bữa đậm chất quê nhà. Giờ trước khi mình làm cái món gỏi này thì bây giờ mình làm cái công đoạn nào trước chị? Ốc hồi nãy mình đi bắt á, mình sẽ phải rửa sạch. Xong mình để vô nồi mình luộc lên. Mình luộc ốc đợi cho nó sôi bùng lên, thì mình sẽ đổ thêm một ít nước lạnh vào. Ủa mình đổ nước lạnh vô vậy chi vậy chị? Mình đổ nước lạnh vô xong mình tắt bếp liền thì con ốc nó mình lễ ra sẽ rất là ngon, nó sẽ không có bị đứt khúc. Rồi trong thời gian mà chờ ốc chín thì mình sẽ bào luôn bắp chuối. Quý
vị thấy không, như bí quyết của lúc nãy chị Nguyệt vừa chia sẻ, thì lúc mà mình luộc ốc, lúc mà nước đang sôi bùng lên thì chúng ta đổ một ít nước lạnh vô, rồi sau đó chúng ta tắt bếp thì chúng ta sẽ lấy được cái con ốc nó lên nguyên cái phần thân như thế này nè quý vị. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ thì mình sẽ dùng nguyên liệu gì để mình pha chế, mình trộn gỏi chị? Nguyên liệu để trộn gỏi thì gồm có là nước mắm nè, đường, tỏi băm, ớt băm, với lại nước, cái nước tắc sẵn là mình lược bỏ hộp. Chị ơi, cho em hỏi tại sao mình không dùng chanh mà mình dùng tắc chị? Tắc này là nó chua nhưng mà nó thanh. Thanh hơn thanh vị chanh, chanh thì sẽ chua nhiều hơn phải không chị? Nhiều hơn. Dạ. Với lại sau đó thì có thêm rau răm. Dạ. Với lại hành phi. Dạ. Hành phi cho thơm. Dạ, bây giờ thì bắp chuối thì cũng đã ráo nước rồi, ốc thì mình cũng đã lễ xong rồi. Thì bây giờ hai chị em mình tiến hành trộn gỏi nha chị. Đúng rồi. Dạ. Ngon quá chị ơi, cái vị bắp chuối không có chát nha chị, rất là ngọt, rất là giòn. Rồi con ốc cũng ngon nữa chị, rất là tươi. Nướng trộn thì rất là vừa miệng. Cái Mơn Chợ Lách cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 40 km, cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 100 km đường bộ. Nếu muốn đến Cái Mơn để thưởng thức trái ngon thì bạn nên đến vào mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Nếu để ngắm vẻ đẹp muôn sắc hoa rực rỡ, bạn nên đến làng hoa Cái Mơn vào các tháng cận Tết. Tuy vậy, những thời điểm khác trong năm thì làng hoa Cái Mơn vẫn tươi màu thắm sắc của nhiều loài hoa lá kiển cảnh. Ở Cái Mơn Chợ Lách hiện nay tuy chưa nhiều nhưng cũng đã phát triển hình thức nông trại du lịch, farmstay hoặc homestay để đón khách tham quan lưu trú. Bạn có thể chọn những nơi đó để trải nghiệm cuộc sống của người dân miền Tây đúng nghĩa. Chúc bạn có chuyến trải nghiệm thú vị khi đến với Cái Mơn Chợ Lách của tỉnh Bến Tre.